Hoàng Anh trân trọng kính chào quý khán giả đến với kênh Culture Channel, kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện. Đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Trong bản tin thế giới nổi bật vào cuối tuần hôm nay, xung đột Nga và Ukraine, Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công hạt nhân và Ukraine. Thông điệp Liên bang Mỹ 2024 chọc giận Nga và gây lo lắng cho Trung Quốc. Hai tỷ phú Mỹ quyết định tài trợ cho ông Trump sau siêu thứ ba Đài Loan hạ thủy tàu tuần tra mới có thể đối phó tàu hải cảnh Trung Quốc. Những con tàu robot khổng lồ điều khiển từ xa đang ra khơi. Chatbot mới, Chatbot 2 thu hút 1 triệu người dùng mỗi một ngày. Việt Nam áp thuế mới, doanh nghiệp nước ngoài dọa, ngưng đầu tư. Tiết lộ thú vị về tỷ phú Bill Gates và bạn gái trong buổi thưởng trà trên đỉnh bàn cờ. Cùng nhiều tin tức đáng chú ý, sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Mỹ và các đồng minh bắn rơi ít nhất 28 máy bay không người lái ở Biển Đỏ. Các lực lượng Mỹ và liên quân ngày 8 tháng 3 đã bắn rơi ít nhất 28 máy bay không người lái của Houthi ở Biển Đỏ. Các máy bay này được cho là nhắm tới các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Eden. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông, Sancom cho biết, cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái đêm ngày 8 tháng 3 là đợt tấn công mới nhất của houthi nhắm tới các tàu thương mại và tàu hải quân ở biển đỏ các lực lượng mỹ và liên quân đã xác định các máy bay không người lái của houthi và coi đó là mối đe dọa đối với các tàu thương mại và tàu liên quân trong khu vực do đó lực lượng hải quân mỹ và liên quân đã quyết định bắn rơi các máy bay này nhằm bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an toàn cho các tuyến vận chuyển trong khu vực bộ chỉ huy trung tâm mỹ cho biết không có tàu hải quân hay tàu thương mại nào bị hư hại trong vụ tấn công trong khi đó, quân đội Pháp ra tuyên bố cho biết một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã bắn hạ 4 UAV đang hướng về phía các tàu hải quân thuộc phái bộ Aspide của châu Âu trong khu vực. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Houthi xác nhận phong trào này đã sử dụng 37 máy bay không người lái nhắm tới một con tàu chở hàng của Mỹ và một số tàu khu vực của Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Eden. Người phát ngôn này nhấn mạnh quân sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi cuộc bao vây nhằm vào người Palestine ở giải Gaza dừng lại. Mỹ thả viện trợ lần thứ năm xuống Gaza. Ngày 9 tháng 3, quân đội Mỹ đã thả hơn 41.000 bữa ăn xuống Gaza. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Sancom, cho biết một máy bay chở hàng quân sự của Mỹ đã thả hơn 41.400 suất ăn tương đương của Mỹ và 23.000 chai nước xuống Bắc Gaza, cho phép dân thường tiếp cận hàng viện trợ quan trọng Israel đã trì hoãn việc cung cấp viện trợ bằng đường bộ, khiến cho Mỹ và các nước khác phải chuyển sang hỗ trợ bằng thả dù, bên cạnh việc lên kế hoạch vận chuyển hàng hải. Lượng viện trợ đến Gaza bằng xe tải đã giảm mạnh trong năm tháng chiến tranh và người dân Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men trầm trọng. Mỹ thực hiện đợt thả thực phẩm đầu tiên vào Gaza vào ngày 2 tháng 3, cung cấp hơn 38.000 bữa ăn, sau đó thì liên tiếp thả hơn 36.000 bữa ăn hơn 38.000 bữa ăn và hơn 11.500 bữa ăn. Viện trợ bằng đường hàng không cũng nguy hiểm, một bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất của Gaza cho biết, một gói viện trợ được thả xuống đã giết chết 5 người và làm bị thương 10 người. Sancom sau đó cho biết họ đã biết vụ việc nhưng nhấn mạnh rằng không phải là do họ làm. Thụy Điển và Canada cũng tái lập tài trợ cho cơ quan cứu tế Palestine của Liên hiệp quốc. Thụy Điển và Canada cho biết họ sẽ tái lập khoản tài trợ cho cơ quan cứu tế và việc làm cho Palestine, là cơ quan UNRWA của Liên Hiệp Quốc. Nguồn tin đại BBC hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 3 cho hay, hai quốc gia này nằm trong số 16 nước từng ngưng việc đóng góp tài chính cho quỹ cứu trợ nói trên. Sau khi Israel cáo buộc, ít nhất 12 nhân viên của UNRWA đã tham gia cuộc tấn công của quân bạo động Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Vụ này vẫn còn đang được Liên Hiệp Quốc điều tra dưới quyền giám sát của Ngoại trưởng Pháp. UNRWA là cơ quan Liên Hiệp Quốc lớn nhất hoạt động tại Gaza, cung cấp việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục cùng các hình thức cứu trợ nhân đạo khác và tạo công ăn việc làm cho chừng 13.000 dân chúng trên vùng lãnh thổ này. Ngoài việc tái tục tài trợ cho cơ quan UNRWA của Thụy Điển và Canada ra, Ủy hội Âu Châu vào hồi đầu tháng này đã loan báo rằng họ sẽ đóng góp 50 triệu đồng euro, tương đương 55 triệu đô la Mỹ cho cơ quan UNRWA. Hôm thứ Bảy, Thụy Điển nói họ sẽ gửi 200 triệu đồng kroner, tương đương 19 triệu đô la Mỹ, sau khi cơ quan UNRWA đồng ý chấp nhận thêm các cuộc giám sát chi tiêu và điều hành nhân viên dưới quyền họ. Từ nay đến cuối năm, Thụy Điển sẽ đóng góp thêm 200 triệu đồng kroner nữa. Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Cuộc chiến tranh đang tiếp diễn giữa phe Hamas và các lực lượng Israel tại giải Gaza đã khiến cho một phần tư dân cư sinh sống trên giải Gaza đang đứng bên bờ vực của nạn đói, trong khi các trẻ em thì hiện đang chết đói. Israel xây đường cắt đôi giải Gaza, đàm phán ngừng bắn được nối lại. Hãng tin CNN của Mỹ hôm 9 tháng 3 công bố, hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Israel đã hoàn tất việc xây dựng một con đường lớn cắt đôi giải Gaza thành hai phần. Cụ thể, theo ảnh vệ tinh chụp ngày 6 tháng 3 vừa qua, con đường mà quân đội Israel đã xây dựng nằm ở khu vực trung tâm giải Gaza dài 6,5 km. Con đường này chạy từ Tây sang Đông với điểm đầu là biên giới Israel-Gaza và điểm cuối là biển địa Trung Hải. Với sự xuất hiện của con đường mới, giải Gaza hiện bị cắt đôi thành hai nửa Nam và Bắc theo cnn các quan chức quân đội israel tuyên bố rằng việc xây dựng con đường là một phần trong kế hoạch an ninh để kiểm soát giải gaza trong thời gian tới kế hoạch này có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm trong một diễn biến liên quan đáng chú ý khác ủy ban chữ thập đỏ quốc tế icrc hôm qua cảnh báo tình hình nhân đạo tại gaza đang xấu đi từng giờ trong một thông báo chủ tịch icrc khẳng định hiện không còn bất kỳ địa điểm nào được coi là an toàn tại gaza Người đứng đầu của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC kêu gọi các bên lập tức hạ nhiệt chiến sự nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo được triển khai tại Gaza. Lời cảnh báo và kêu gọi của chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế được đưa ra chỉ ít giờ trước khi các nhà trung gian quốc tế và các bên tham gia cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng qua tại Gaza dự kiến nối lại các cuộc đàm phán trong ngày 10 tháng 3 nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn dài ngày trước khi bắt đầu tháng Ramadan của người Hồi giáo vào ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, khả năng đạt được thỏa thuận là rất thấp do thời gian còn lại quá ít trong khi bất đồng giữa Israel và lực lượng Hamas về các điều kiện ngừng bắn lại quá lớn. Điều đó có nghĩa là việc chiến sự nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong tháng lễ linh thiêng của người Hồi giáo và kịch bản này có thể dẫn tới phản ứng rất dữ dội từ phía cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới. Xung đột Nga và Ukraine Mỹ chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công hạt nhân vào Ukraine. Hai quan chức cấp cao chính quyền Mỹ đã tiết lộ với đài CNN rằng, từ cuối năm 2022, Washington đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng để đề phòng một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng Nga nhằm vào Ukraine. Do đặc biệt lo ngại về khả năng, Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân chiến trường, chính quyền ông Biden cảm thấy buộc phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn một kịch bản như vậy. Cuối mùa hè năm 2022, các lực lượng Nga đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi quân đội Ukraine tiến vào Kherson. Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine dương cờ trắng. Đức Giáo hoàng đưa ra quan điểm trong cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tháng trước với đài truyền hình Thụy Sĩ RSI. Theo đó, Đức Giáo hoàng cho rằng Ukraine nên can đảm dương cờ trắng và đàm phán chấm dứt chiến tranh với nga đó là một cách nói đó là sự thật đức giáo hoàng nêu quan điểm từ thương lượng là một từ can đảm khi bạn thấy mình bị đánh bại mọi việc không diễn ra tốt đẹp bạn phải có can đảm để thương lượng theo hãng tin reuters đây là lần đầu tiên mà đức giáo hoàng sử dụng thuật ngữ như là cờ trắng hay là thua cuộc khi nói về cuộc chiến ở ukraine trong khi đó để đáp lại ukraine tuyên bố không bao giờ đầu hàng sau khi Đức Giáo Hoàng nói Kiev nên có dũng khí dương cờ trắng và đàm phán để chấm dứt xung đột. Quốc kỳ của chúng tôi mang màu vàng và màu xanh dương. Đây là lá cờ chúng tôi sẽ sống, chết và chiến thắng cùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ dương lá cờ nào khác. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên nền tảng X vào hôm nay. Chính phủ Mỹ lại một lần nữa tránh không phải đóng cửa một phần Tổng thống Joe Biden ngày 9 tháng 3 đã ký một gói 6 dự luật trị giá 460 tỷ đô la Mỹ vốn đã được quốc hội thông qua trước đó. Các dự luật này cung cấp kinh phí hoạt động cho các hoạt động xây dựng quân sự, phát triển nước cũng như là cho các bộ cựu chiến binh, nông nghiệp, thương mại, tư pháp, năng lượng, nội vụ, giao thông, nhà ở và phát triển đô thị. Các nghị sĩ hai đảng sẽ tiếp tục đàm phán về 6 dự luật chi tiêu còn lại cho các bộ quốc phòng, lao động, y tế và dịch vụ dân sinh, an ninh nội địa trước hạn chót ngày 22 tháng 3. Khi Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang 2024 thì có hơn 32 triệu người xem trực tiếp. Đã có hơn 32 triệu người theo dõi trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang 2024. Lượng người theo dõi đã tăng khoảng 18% so với bài phát biểu vào năm ngoái. Dữ liệu của Nielsen Market Research cho thấy khoảng 32,2 triệu người đã theo dõi thông điệp liên bang năm 2024 trên truyền hình hoặc truyền hình cáp và tối ngày 7 tháng 3 giờ địa phương, tăng rõ rệt so với con số 27,3 triệu người theo dõi thông điệp liên bang năm 2023. Có tới 74% số khán giả là những người trên 55 tuổi, trong khi 19% là những khán giả ở độ tuổi từ 35 đến 54 và khoảng 5% thuộc nhóm tuổi từ 18 đến 34%. Fox News là kênh được lựa chọn xem nhiều nhất với lượng khán giả là 5,6 triệu người. Tiếp đó là kênh truyền hình cáp MSNBC với 4,2 triệu người xem và CNN với 2,5 triệu người xem. Trên các nền tảng phát thanh vô tuyến, ABC dẫn đầu với 5 triệu người xem, tiếp theo là NBC với 4,3 triệu và CBS với 3,9 triệu. Đối với cá nhân tổng thống Joe Biden, thông điệp liên bang năm 2023 là bài phát biểu được theo dõi nhiều nhất với 38,2 triệu khán giả. Bốn bài phát biểu thông điệp liên bang của cựu tổng thống Donald Trump thu hút trung bình 44,3 triệu người xem. Trong thế kỷ 21, bài phát biểu thông điệp liên bang năm 2003 của tổng thống khi đó là ông George W Bush được xem nhiều nhất với 62 triệu người. Tiếp theo là bài phát biểu nhậm chức của tổng thống Barack Obama thu hút 52,4 triệu người xem vào năm 2009. Dân mạng đã cười hả hê cảnh ông Biden phản ứng với Marjorie Taylor Greene Tổng thống Joe Biden đã làm mạng xã hội dậy sóng, thậm chí trước khi ông lên buộc đọc diễn văn thông điệp liên bang. Cụ thể là lúc ông phản ứng khi thấy dân biểu Majority Taylor Green của đảng Cộng hòa bang Georgia đổi nón có ghi là Make America Great Again, viết tắt là MEGA. Theo USA Today, nhiều người coi bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden tối thứ Năm là mở đầu cho cuộc tái đấu với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử cuối năm nay, mặc dù ông Biden không hề nêu tên ông Trump Chiếc nón mega màu đỏ là cái đầu tiên mà bà Green làm tổng thống Biden chú ý vào hôm thứ Năm. Sau đó khi ông Biden nói về vấn đề biên giới từ hàng ghế cử tọa, bà Green đã hét lên Laken Really. Really là nữ sinh viên y tá ở bang Georgia đã bị một di dân bất hợp pháp sát hại mới đây. Nhưng cảnh tổng thống Biden hơi ngã người ra phía sau, gương mặt thì tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bà Green đội nón mega mới là dân mạng cười hả hê. Một người dùng mạng xã hội ad tóm tắt vụ này bằng câu sân khấu chính trị hay nhất mà tiền đóng thuế của chúng ta có thể mua. Ngay cả bà Green cũng không thể giữ nét mặt nghiêm nghị khi ông Biden phản ứng hoàn hảo với trang phục của bà. Một người tên là Tristan Snell viết trên nền tảng X, bà là dân nghiệp dư, ông là dân nhà nghề. Đoạn video thú vị giữa ông Biden với bà Green chứng tỏ cho tôi rằng ông sành sỏi, minh mẫn, khôi hài và rằng ông sẽ thắng vào tháng 11, một người tên là Eric Figolding viết trên nền tảng X một số người cáo buộc bà green vi phạm quy định của hạ viện về cư xử và ăn mặc ủy ban đạo đức hạ viện cấm dùng của công để vận động tranh cử trong đó có tòa nhà và văn phòng của hạ viện sau khi tổng thống biden đã đọc xong bài diễn văn trên đài bảo thủ brightside broadcasting network bà green đã đề cập vụ đổi nón mega tôi đã bị phe dân chủ chửi tơi bời bà green nói lưu ý là dân biểu không được bày tỏ quan điểm chính trị trong phòng hợp khoáng đại hạ viện rồi bà chuyển sang công kích Tổng thống Biden, cáo buộc ông lợi dụng đọc thông điệp liên bang để vận động tranh cử. Chúng tôi không được đổi nón trong phòng hợp khoáng đại Hạ viện nên tôi nói tôi sẽ nộp phạt, bà Green nói. Cũng có người khen bà Green. Thượng đế phù hộ bà Green trong vụ này, một người viết trên nền tảng X. Ủy ban quốc gia Cộng hòa đăng đoạn video này kèm dòng chữ. Ông Biden chỉ có một kiểu là bối rối. Thông điệp liên bang của Mỹ 2024 đã chọc giận nga và gây lo lắng cho trung quốc chính sách đối ngoại là một điểm nhấn trong bài phát biểu thường niên của tổng thống joe biden trước quốc hội nhấn mạnh vai trò của mỹ trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới vậy những nơi đó có đón nhận bài phát biểu của ông như thế nào đáng chú ý tổng thống joe biden đã bắt đầu bài phát biểu thông điệp liên bang bằng việc bàn luận về ukraine sau đó ông dành vài phút để nói tới cuộc chiến israel và hamas và khép lại bằng cách nói về nỗ lực chống lại trung quốc các phóng viên của BBC phụ trách ba khu vực nói trên phân tích về các ý kiến của ông Biden. So sánh Nga với Đức Quốc xã sẽ khiến cho ông Putin khó chịu. Sarah Ranford là phóng viên của Đông Âu phân tích. Một năm trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine, việc Tổng thống Biden đồng tình với một phóng viên đang phỏng vấn ông rằng Putin là kẻ sát nhân đã làm điện Kremlin tức giận. Ba năm sau thì ông Biden so sánh Putin với Adolf Hitler. Trong thông điệp liên bang, ông Biden đề cập đến việc Hitler càng quét châu Âu vào năm 1941 và sau đó nói rằng chính nhà lãnh đạo Nga cũng đang càng quét, rồi cảnh báo rằng hành động xâm lược của Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine. Thông điệp của ông gửi tới Tổng thống Putin trong diễn văn của mình rất đơn giản, chúng tôi sẽ không khuất phục. Nhà lãnh đạo Nga đã tuyên bố một cách sai trái rằng cuộc tấn công Ukraine là nhằm để giải trừ phát xít tại nước láng giềng của Nga – và ông ta đã nâng việc Liên Xô đánh bại Hitler trong Thế chiến thứ hai lên mức gần như là sùng bái. Vì vậy, Moscow sẽ không thích sự so sánh của ông Biden chút nào. Nhưng ông Biden không chỉ đề cập đến nước Nga. Ông nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục viện trợ cho Ukraine để nước này có thể tự vệ và kêu gọi Quốc hội Mỹ, chấm dứt việc ngăn chặn dự luật để từ đó có thể cung cấp nguồn tài trợ mà Kiev đang rất cần. Các chính trị gia và các nhà phân tích ở Ukraine đã nói với tôi rằng Việc mất đi viện trợ tài chính của Mỹ là thảm họa. Sự chậm trễ trong viện trợ đang gây hại buộc binh lính ở tiền tuyến phải già sản đạn dược. Trong khi Moscow tức giận khi bị so sánh với Đức quốc xã, Ukraine lại hoan nghênh thông điệp liên bang của phần mở đầu là lời kêu gọi cho dân chủ và ủng hộ Kiev. Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ không bỏ rơi Ukraine. Những ngôn từ này là rất quan trọng và đáng ghi nhận. Tuy nhiên trước đây thì người ta cũng đã từng nghe những lời lẽ như thế này và rồi Ukraine vẫn cứ mất thêm đất đai và binh lính. Trung Quốc khó chịu khi ông Biden phát ngôn cứng rắn. Laura Bicker là phóng viên phụ trách Trung Quốc, phân tích. Thật khó để biết Trung Quốc thích ứng cử viên tổng thống nào hơn khi họ theo dõi sự bất hòa được phơi bày ở Washington trong thông điệp liên bang. Sự tương phản với quốc hội gọi là nghị gật, tức là đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc là rất rõ ràng. Trong tuần này, gần 3.000 đại biểu đang họp tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi các bài phát biểu được theo dõi với vẻ gật gù, với sự im lặng đầy tôn kính và sự tán thành không lây chuyển của giới tinh hoa đảng Cộng sản. Hẳn là sẽ có ít nhiều bất an trong doanh giới Trung Quốc khi ông Biden cho rằng ông cần phải thể hiện sự cứng rắn với Bắc Kinh. Ông tuyên bố muốn cạnh tranh chứ không phải là xung đột với Trung Quốc. Nhưng giới lãnh đạo doanh nghiệp có lẽ sẽ băn khoăn không biết sự cạnh tranh ấy có hình hài như thế nào ông biden đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với trung quốc xét theo một loạt vấn đề từ vi phạm nhân quyền tới mối quan hệ của trung quốc với nga quan hệ mỹ trung cũng trở nên căng thẳng do hành vi của trung quốc ở các vùng tranh chấp trên biển đông sự đe dọa quân sự đối với đài loan và khả năng cạnh tranh công nghệ ngày càng trở nên mạnh mẽ bắc kinh sẽ không coi đối thủ của ông biden là một triển vọng hứa hẹn hơn khi còn tại nhiệm thì ông Donald Trump đã khởi động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Gần đây thì ông còn đe dọa sẽ áp thuế 60% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu giành chiến thắng vào tháng 11 này. Nhưng Bắc Kinh có lẽ thích một nhiệm kỳ tổng thống nữa của ông Trump. Chính quyền ông Biden đã xây dựng một liên minh để chống lại sức mạnh của Trung Quốc và đã nói rõ rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tìm cách sử dụng vũ lực để chiếm hòn đảo tự trị này. Ngược lại, ông Trump lại từ chối tuyên bố sẽ giúp Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Trung Quốc có thể khai thác các bất đồng này ở Washington để qua đó thể hiện rằng họ là một lựa chọn ngoại giao an toàn và lâu dài hơn cho các nước trên thế giới trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu. Truyền thông Israel thì đưa tin lời của trách của ông Biden. Yolande Neal là phóng viên của Trung Đông phân tích Tổng thống Biden nói rằng những sự kiện diễn ra trong năm tháng qua khiến ông đau lòng dù đổ lỗi rằng hamas đã châm ngòi cho cuộc chiến ở gaza ông nhấn mạnh tới những cái chết của thường dân palestine và đưa ra thông điệp mạnh mẽ cho israel yêu cầu nước này cho phép nhu yếu phẩm được tiếp cận các khu vực lãnh thổ bị bao vây trong bối cảnh liên hợp quốc cảnh báo về nạn đói quy mô lớn viện trợ không thể là sự cân nhắc thứ yếu hay một thứ có thể mặc cả bảo vệ và cứu sống những sinh mệnh vô tội phải là ưu tiên hàng đầu Ông Biden nói, lời khiển trách này được đăng tải trên hàng loạt các phương tiện truyền thông của Israel vào sáng ngày 8 tháng 3. Trong năm bầu cử với áp lực của chính trị quốc nội, rằng Mỹ cần phải hành động mạnh hơn, cùng với đó là nhu cầu nhân đạo sâu sắc, ông Biden đã công bố kế hoạch xây dựng một cầu tàu nổi mới ngoài khơi Gaza để đưa thực phẩm và nhu yếu phẩm bằng tàu thông qua đảo ship tới đây. Ý tưởng đầy tham vọng này mà ông Biden đã cẩn thận nói rằng sẽ không có chuyện triển khai quân Mỹ hẳn là xuất phát từ nỗi thất vọng đối với Israel, một đồng minh thân thiết của Mỹ. Israel chính thức hoan nghênh kế hoạch trên. Nước này đã ngăn hàng viện trợ đi qua cảng container Ashdod ở địa Trung Hải, cách miền Bắc Gaza 35 km và cũng chống lại việc mở thêm cửa khẩu biên giới. Hai tỷ phú Mỹ quyết định tài trợ cho ông Trump sau Super Tuesday. Ngày 9 tháng 3, báo Financial Times của Vương quốc Anh đưa tin Bà Liz Olen và chồng bà là Dick oland đều là các doanh nhân và tỷ phú bảo thủ người Mỹ sẽ tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump. Ông Trump đang nỗ lực giành đề cử của đảng Cộng Hòa và cố gắng thu hẹp khoảng cách khi bị đương kim tổng thống Joe Biden dẫn trước trong cuộc đua tìm kiếm các khoản tài trợ. Trước đó, cặp đôi tỷ phú sở hữu Uline là công ty tư nhân Mỹ, cung cấp vật tư vận chuyển và đóng gói đã quyên góp tiền cho chiến dịch của thống đốc bang Florida ông Ron DeSantis trong bầu cử sơ bộ, nhưng ông DeSantis đã bỏ cuộc hồi tháng 1 năm nay. Và đối thủ cuối cùng của ông Trump trong Đảng Cộng hòa, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cũng đã bỏ cuộc. Tổng thống Joe Biden 81 tuổi và ông Donald Trump 77 tuổi đều đại thắng, gần như xác nhận sẽ có cuộc tái đấu giữa họ vào tháng 11 tới này. Đài Loan hạ thủy tàu tuần tra mới có thể đối phó tàu hải cảnh Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày 9 tháng 3 dự lễ hạ thủy tàu tuần tra 4.000 tấn là một trong những chiếc tàu tuần tra lớp Gia Nghĩa được đặt hàng với công ty CSPC của Đài Loan. Tại lễ hạ thủy ở thành phố Cao Hùng, bà Thái nói rằng Đài Loan hy vọng chương trình đóng tàu nội địa của mình sẽ nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ tự do và dân chủ của vùng lãnh thổ này theo hãng tin CNA. Ngoài lễ hạ thủy, bà Thái cũng quan sát việc bàn giao tàu tuần tra khác thuộc lớp Gia Nghĩa được hạ thủy vào tháng 12 2022. Bà Thái cho hay lực lượng tuần duyên Đài Loan sẽ nhận được sự tăng cường khả năng đáng kể khi hai tàu mới này đi vào hoạt động. Bà Thái cho biết, chính quyền Đài Loan đã dành ngân sách 42,6 tỷ đài tệ, tương đương 1,35 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến thúc đẩy ngành đóng tàu nội địa và tăng cường năng lực tuần tra của Đài Loan theo Hội đồng các vấn đề đại dương OEC của Đài Loan, 141 tàu tuần tra sẽ được đóng tính đến năm 2027, theo sáng kiến nói trên, bắt đầu từ năm 2018. Theo Hội đồng các vấn đề đại dương OEC cho hay, tàu tuần tra vừa được bàn giao có thể chịu được gió cấp 10, có tầm hoạt động 10.000 hải lý và được trang bị 3 vòi rồng. Nhà nghiên cứu Tô Tử Vân tại Viện Nghiên cứu An ninh và Phòng vệ Đài Loan nhận định, các tàu tuần tra lớp gia nghĩa có tầm hoạt động và khả năng cơ động tốt. Ông Tô nhận định các tàu lớp Gia Nghĩa được thiết kế để hộ tống các tàu đánh cá của Đài Loan hoạt động trong vùng biển tranh chấp và bảo vệ các tàu dân sự khỏi cướp biển. Ông Tô còn cho rằng các tàu lớp Gia Nghĩa cũng có thể được triển khai để chống lại các tàu hải cảnh Trung Quốc nếu cần thiết. Các chuyên gia hàng hải đang theo sát Bersat là con tàu bí ẩn của Iran. Theo báo Financial Times ngày 9 tháng 3, các chuyên gia hàng hải đang theo dõi sát Besat là một con tàu bí ẩn của Iran ở Vịnh Aden. Họ lo ngại tàu này đang giúp nhóm phiến quân Houthi ở Yemen thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực. Besat có bề ngoài trông giống như một tàu chở hàng khô. Tàu này đã đi di chuyển đến Vịnh Aden hồi tháng 1 năm nay sau nhiều năm ở Biển Đỏ, đúng vào thời điểm mà các cuộc tấn công vào tàu thuyền ngoài khơi Yemen gia tăng. Kể từ đó thì tàu này di chuyển theo một lộ trình khác thường, chậm chạp và quanh co xung quanh vùng biển gần lối vào biển đỏ. Các chuyên gia cũng ghi nhận số cuộc tấn công của Houthi giảm đi trong tháng trước cũng là khoảng thời gian mà tàu Bersat dường như không hoạt động. Ông John Kerrigan, chủ tịch công ty chuyên về rủi ro hàng hải Setna Global, nhận định nếu một tàu chở hàng thì hành vi của tàu Bersat được đăng ký ở Iran, trao cờ Iran là cực kỳ bất thường. Nếu tàu này không cung cấp cho Houthi thông tin tình báo về hoạt động của tàu thuyền, thì tàu này đang làm gì? Giới quan sát lo ngại, tàu Bersat đang tham gia vào việc cung cấp thông tin về các mục tiêu cho Houthi. Mối lo này tăng lên kể từ cuộc tấn công mới đây của Houthi vào tàu chở hàng True Confidence di chuyển qua vịnh Eden. vụ tấn công khiến cho ba thuyền viên thiệt mạng. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp đã nhấn mạnh mối lo ngại về việc tàu thuyền Iran lãng vãng ngoài khơi Yemen Giới chức Mỹ cáo buộc Iran cung cấp thông tin tình báo chiến thuật cho Houthi để hỗ trợ các cuộc tấn công vào tàu thuyền. Trong khi đó, các quan chức Iran ca ngợi các cuộc tấn công của Houthi nhưng bác bỏ cáo buộc của Mỹ, sau khi Washington cho rằng Tehran đã tham gia lên kế hoạch hoặc cung cấp vũ khí cho Houthi. Giá dầu trên thị trường thế giới giảm sâu trong tuần qua. Giá dầu đóng cửa phiên 8 tháng 3 giảm 1% và mức giảm khi tính chung trong cả tuần này thậm chí còn sâu hơn do các nhà đầu tư cảnh giác với nhu cầu yếu của Trung Quốc, ngay cả khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC cộng, gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung. Giá dầu liên tiếp đi xuống trong hai phiên giao dịch đầu tuần do thị trường hoài nghi về khả năng Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 và tâm lý ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư đi xuống, bất chấp sự hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ suy yếu. Bên cạnh đó, triển vọng cục dự trữ liên bang Mỹ phát cắt giảm lãi suất trong năm nay cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, ngày 8 tháng 3, giá dầu WTI giảm 92 cent Mỹ, tương đương 1,2%, xuống 78,01 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent biển Bắc để mất 88 cent, tương đương 1,1% còn 82,08 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent và dầu WTI giảm tương ứng 1,8% và 2,5% trong tuần qua. Theo thống kê, sản lượng dầu thô ở các nước OPEC cộng trong tháng 2 2024 đã tăng 212.000 thùng một ngày so với tháng trước đó. Trong khi đó ở Mỹ, các công ty năng lượng trong tuần này đã cắt giảm số lượng dàn khoan dầu đang hoạt động. Cụ thể, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, Số lượng giàn khoan đang hoạt động của Mỹ đã giảm 2 giàn xuống còn 504 giàn trong tuần này, là mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2. Việt Nam áp thuế mới doanh nghiệp nước ngoài dọa ngưng đầu tư Các tập đoàn đa quốc gia lớn nói rằng họ có thể dừng các kế hoạch đầu tư mới vào Việt Nam do không được trợ cấp để bù đắp cho khoản thuế bổ sung mới, theo một nguồn tin tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề này giữa các nhà đầu tư và chính phủ Việt Nam. Việt Nam trung tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và là một trong những bên hưởng lợi chính từ làn sóng dịch chuyển doanh nghiệp ra khỏi Trung Quốc để giảm thiểu tác động từ căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ và Trung. Từ năm nay, Việt Nam sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn, một đề xuất do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD hướng dẫn thực hiện. Theo đề xuất, các ưu đãi giảm thuế xuất xuống mức thấp nhất là 5% sẽ không còn được áp dụng, nghĩa là một số doanh nghiệp đa quốc gia sẽ phải nộp thuế bổ sung để đủ mức 15%. Một số doanh nghiệp đa quốc gia từ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết thuế suất thấp từng được đưa ra để thu hút các khoản đầu tư hiện hữu, đồng thời cho biết sẽ khó có những khoản đầu tư mới nếu chính quyền Việt Nam không có các biện pháp bù đắp cho khoản thuế bổ sung. Theo nguồn tin từ Reuters, đầu năm ngoái chính quyền Việt Nam từng cam kết sẽ có các khoản trợ cấp mới nhưng hiện vẫn chưa thực sự cung cấp bất kỳ khoản nào. Vào tháng 12 2023, phía chính quyền đã công bố một dự thảo nghị định trong đó phát thảo các khoản trợ cấp mới. Dự thảo cũng bao gồm điều kiện để nhận được trợ cấp, chẳng hạn như là phải được xếp vào nhóm doanh nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên nhiều khía cạnh quan trọng vẫn chưa rõ ràng, chẳng hạn như là quy mô quỹ trợ cấp và tiến độ phê duyệt các giải pháp này. Vào thứ Ba ngày 5 tháng 3, đại diện từ các doanh nghiệp đa quốc gia đã bày tỏ lo ngại với các quan chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về quy mô, phạm vi và khả năng tiếp cận đối với gói giải pháp hỗ trợ nói trên. Nguồn tin tham dự cuộc họp nói với Reuters, nguồn tin yêu cầu ẩn danh do cuộc họp này không được công khai. Trong cuộc họp, một đại diện của tập đoàn Lego đã đặt câu hỏi, liệu các công ty không được xếp vào nhóm doanh nghiệp công nghệ cao như là Lego có đủ điều kiện để nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào trong dự thảo nghị định này hay không? Quan chức từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã trả lời là không. Lego là doanh nghiệp Đan Mạch chuyên sản xuất đồ chơi, hiện đang đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam. Theo nguồn tin của Reuters, một đại diện của công ty Mcore Technology từ Hoa Kỳ là một công ty đang xây dựng một nhà máy 1,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam để lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói thiết bị bán dẫn cho biết họ đã phải rất chật vật mới được xếp loại là công ty công nghệ cao. Cũng theo nguồn tin này, đại diện của Samsung Electronics, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam, không đóng góp ý kiến trong cuộc họp. Doanh nghiệp Hàn Quốc này vốn là một trong số những công ty dẫn đầu trong việc kêu gọi triển khai các biện pháp bù đắp gánh nặng từ việc tăng thuế nói trên. Thông qua nguồn thuế bổ sung, chính quyền Việt Nam ước tính sẽ thu thêm được 14.600 tỷ đồng tiền thuế hàng năm. Từ 122 doanh nghiệp nước ngoài, chính quyền cho biết dự định sử dụng khoản thu độc biến này để trợ cấp tiền mặt cho các doanh nghiệp đang đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, vào thứ ba ngày 5 tháng 3, các quan chức chính phủ nói với đại diện các tập đoàn rằng khoản trợ cấp mới sẽ không cung cấp những khoản bồi thường trực tiếp để bù đắp cho gánh nặng thuế gia tăng từ đề xuất thuế tối thiểu toàn cầu, theo nguồn tin của Reuters tuy nhiên việc chi trợ cấp trực tiếp có thể vi phạm thỏa thuận quốc tế liên quan tới sáng kiến này và cũng có thể dẫn tới tình trạng chuyển lợi nhuận chuyển giá về đất nước của các công ty đa quốc gia tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế từng nói dù cách thức để thực hiện các quyện pháp này vẫn chưa rõ ràng đối với một vài doanh nghiệp khoản trợ cấp mới sẽ giúp trang trải phần lớn thậm chí là toàn bộ chi phí từ khoản thuế bổ sung theo đánh giá từ các chuyên gia hiểu rõ về các cuộc thảo luận xoay quanh chính sách ưu đãi nói trên. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ xác lập mức cao kỷ lục. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần qua. Trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ thêm thông tin về cách tính thuế xuất khẩu. Giá gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu hàng đầu là Ấn Độ đã đứng ở mức cao kỷ lục. 552 đến 560 đô la Mỹ một tấn trong tuần qua, so với mức 546 đến 554 đô la Mỹ một tấn của tuần trước đó. Các nhà giao dịch Ấn Độ hạn chế bán ra sau khi nước này thay đổi phương pháp tính thuế xuất khẩu. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng từ 615 đô la Mỹ một tấn ở tuần trước lên 620 đến 622 đô la Mỹ một tấn. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho rằng giá tăng là do nhu cầu ổn định và cho biết nguồn cung mới sẽ được đưa ra thị trường trong tuần tới. Còn gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức 580 đô la Mỹ một tấn, giảm so với mức 600 đô la Mỹ một tấn của tuần trước đó, nhưng tăng so với mức 575 đô la Mỹ một tấn hồi đầu tuần này. Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo sẽ phục hồi khi sản xuất lúa gạo vẫn đang phải đối mặt với những tác động bất lợi do hiện tượng El Nino trong năm nay. Các nhà giao dịch trong nước vẫn đang mua vào để tăng lượng gạo dự trữ. Chatbot Pi thu hút 1 triệu người dùng mỗi một ngày. Pi nghĩa là Personal Intelligence, trí tuệ cá nhân, là chatbot của Inflection AI. Công ty này thành lập năm 2022 bởi nhà đồng sáng lập Google DeepMind, Mustafa Soliman và đồng sáng lập LinkedIn, Reid Hoffman. Chỉ sau hơn một năm, công ty này đã gây ra kinh ngạc giới công nghệ khi huy động được 1,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ Microsoft Nvidia và các tỷ phú như là Bill Gates và Eric Schmidt đồng thời được định giá là 4 tỷ đô la Mỹ. Ngày 7 tháng 3, công ty này công bố mô hình Inflation 2.5 để cạnh tranh với GPT số 4 của OpenAI và Gemini của Google. Người dùng có thể trải nghiệm mô hình nâng cấp này thông qua Pi trên trang pi.ai hoặc qua ứng dụng trên iOS, Android. Sau một ngày, Reuters dẫn báo cáo cho biết chatbot Pi đã vượt một triệu người dùng mỗi một ngày và 6 triệu người dùng mỗi một tháng. Theo Axios, con số trên còn kém xa ChatGPT, nhưng có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng AI. Nó cho thấy trong một thị trường khốc liệt với sự tham gia của các ông lớn như là Microsoft, Google hay là OpenAI, các startup vẫn có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng và bứt phá ngoạn mục. Trước đó, theo thống kê của ngân hàng đầu tư UBS, ChatGPT của OpenAI có 13 triệu người truy cập mỗi một ngày và 100 triệu người dùng sau 2 tháng ra mắt. Còn hiện nay AI này thu hút khoảng 1,7 tỷ người dùng. ChatGPT vẫn là ngôi sao sáng, nhưng sự xuất hiện của Pi đang mở ra một cuộc đua thú vị mới. AI của Inflection được đánh giá là chatbot thân thiện với người dùng, được thiết kế để mang lại sự đồng cảm, hữu ích và an toàn. CEO Mustafa Solomon cho biết Chatbot Pi được phát triển để ưu tiên cuộc trò chuyện giống như con người với mức độ trí tuệ cảm xúc cao, bao gồm thái độ đúng mực và hỗ trợ nhiệt tình. Nó phù hợp để thực hiện các tác vụ cá nhân hàng ngày, nhưng không thích hợp viết bài luận dài như là chat GPT. Ông Solomon cho biết người dùng Pi tăng trưởng 10% mỗi tuần trong hai tháng qua và thể hiện năng lực vượt trội so với các đối thủ trong một số lĩnh vực như là toán học, khoa học bậc đại học và lập trình. Ngoài ra, Pi tích hợp khả năng tìm kiếm trên trang web theo thời gian thực. Trong một loạt bài kiểm tra điểm chuẩn Inflection 2.5, bám sát GPT số 4 trong nhiều tác vụ khác nhau. Trải nghiệm thực tế cho thấy Pi tỏ ra thấu cảm với người dùng. Trước khi đưa ra lời khuyên cụ thể, chatbot thường an ủi, động viên cũng như hỏi liệu người dùng có muốn thử một vài cách để thay đổi tình hình hiện tại hay không. những con tàu robot khổng lồ điều khiển từ xa đang ra khơi nghe như khoa học viễn tưởng những con tàu vượt đại dương không người lái hình ảnh tương lai này đang trở thành hiện thực sớm hơn chúng ta nghĩ ở một vịnh hẹp tại na uy một con tàu lớn màu xanh lá đang di chuyển thoạt nhìn thì nó cũng trông như những con tàu khác nhưng càng lại gần chúng ta đột nhiên bắt gặp những thiết bị công nghệ cao máy ghi hình micro radar thiết bị định vị và tất cả các phương tiện liên lạc vệ tinh Chúng tôi đã bổ sung hàng loạt thiết bị và thiết kế đặc biệt để khiến cho con tàu trở thành thứ mà chúng ta có thể gọi là robot. Ông Colin Field, trưởng hệ thống điều khiển từ xa tại công ty Ocean Infinity, OI của Mỹ và Anh chia sẻ. Đây là con tàu thuộc đội tàu Armada, một đội tàu mới của Ocean Infinity, OI, dự kiến có 23 chiếc sẽ được sử dụng với mục đích khảo sát đáy biển cho các công ty vận hành điện gió và kiểm tra hạ tầng kỹ thuật dưới nước cho ngành dầu khí. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ có 16 người trên con tàu dài 78 mét này. Một con tàu tương tự thông thường thì cần đội ngũ thuyền viên lên đến 40 đến 50 người. Ocean Infinity tin rằng họ có thể giảm thêm nữa. Sở dĩ làm được như vậy là bởi nhiều công việc có thể được thực hiện từ xa ở trên bờ cách con tàu hàng trăm dặm. Tham quan trung tâm điều hành từ xa của Oi tại thành phố Southampton giống như bước vào một cảnh phim viễn tưởng. Căn phòng mờ sáng rộng mênh mông được trang bị 20 trạm cầu nối với mỗi trạm đi kèm màn hình cảm ứng cùng các bộ điều khiển trông như những tay cầm trò chơi điện tử. Nhân viên vận hành ngồi trên những chiếc ghế có tựa lưng cao chăm chú nhìn vào giải màn hình hiển thị các hình ảnh được phát trực tiếp từ những máy quay trên tàu. Bài thử nghiệm quan trọng của phương pháp làm việc mới này là ra lệnh cho một robot lặn còn gọi là phương tiện vận hành từ xa gọi tắt là ROV rời tàu và quan sát đáy biển. Tự động, ứng dụng robot và vận hành từ xa cùng với trí tuệ nhân tạo sẽ chuyển đổi ngành toàn bộ ngành vận tải. Hàng hải cũng không phải là ngoại lệ và các thí nghiệm như vậy đang được tiến hành trên toàn cầu. Chẳng hạn như là tại Na Uy, có một tàu thủy chạy điện dài 80m chở container di chuyển qua lại giữa một nhà máy phân bón và một cảng địa phương. Ở Bỉ và Nhật có những chiếc phà tự động chạy tự cập bến và tự rời bến ở các điểm đến tại trung quốc có những tàu container lớn tự vận hành đi lại giữa các thành phố ven biển các ưu điểm là rất rõ ràng với ít thuyền viên hơn tàu vì thế có thể nhỏ hơn có nghĩa là tàu sử dụng ít nhiên liệu hơn và do đó giảm đáng kể lượng khí thải carbon rudy nagelborn nghiên cứu ngành vận tải biển tự hành tại đại học công nghệ delft ông đánh giá rằng các hệ thống công nghệ cao nhằm thay thế hoàn toàn thuyền viên đang được phát triển nhanh nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước chúng ta đã có thể có những hệ thống lái tự động để các con tàu tự di chuyển điều đó không quá khó khăn thách thức thật sự là khi tương tác với các phương tiện khác hoặc bến cảng hoặc gặp các hoàn cảnh ngoài dữ liệu hoặc là thời tiết xấu ông chia sẻ với bbc news nhưng cuối cùng điều này sẽ giúp vận tải đường thủy an toàn hơn hiệu quả hơn và bền vững hơn Chắc chắn là thế, ông khẳng định. Một số tàu nhỏ hơn đã được cho phép hoạt động mà không có bất kỳ thuyền viên nào. Công ty Sea International ở Anh đang thiết kế và xây dựng một đội tàu không người lái như vậy. Một trong số đó gần đây đã được điều đến Tonga để vẽ bản đồ một ngọn núi lửa đang hoạt động dưới nước. Một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nếu có sự tham gia của con người. Ngọn núi lửa này đã phun trào dữ dội vào năm 2022. Chúng tôi đã đi theo sau một con thuyền dài 12 mét mới xuất xưởng từ cảng Plymouth để thăm dò một xác tàu đắm hồi Thế chiến thứ hai. Con thuyền màu đỏ tươi này tên là Vakita, được đóng cho công ty khảo sát Figro của Hà Lan. Các mệnh lệnh từ thuyền trưởng Dimitri Dadisin của công ty Figro truyền qua đường vệ tinh có thể điều khiển Vakita quay hướng này hoặc là hướng kia. Một chiếc ROV được điều khiển lặn xuống nước để kiểm tra chiếc tàu khu trục bị chìm Cùng lúc thì các camera trên mặt nước cung cấp góc nhìn 360 độ về các vùng biển xung quanh. Làm việc kiểu này thì thú vị hơn quên chuyện rung lắc trồng trành trên tàu đi. Khi hết ca tôi còn có thể về nhà. Ông Dimitri, vị thuyền trưởng đã nhiều năm đi biển, chia sẻ. Có nhiều câu hỏi được đặt ra về hoạt động vận tải biển được vận hành tự động và từ xa. Cũng tương tự chuyện xa hơi và tàu lửa không người lái, hoặc thiết bị bay không người lái đang tràn ngập bầu trời những công nghệ này sẽ thay đổi bản chất của công việc như thế nào chúng có thể tạo ra những loại công việc mới và khác nhau để thay thế những công việc mà chúng xóa sổ hay không các hệ thống đang được phát triển an toàn đến mức nào có thể chống lại các cuộc tấn công mạng và hải tặc hay không quan trọng hơn là chúng có đủ chắc chắn và đáng tin cậy không điều gì xảy ra nếu một đường truyền vệ tinh bị trục trặc mọi thứ chúng tôi làm đều bắt đầu từ góc độ an toàn ashley scott là giám đốc vận hành của SeaKid, chia sẻ, ông Skeet và nhóm của ông đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho một chiếc thuyền không người lái khác. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO hiện đang giải quyết các vấn đề liên quan tới vận hành tự động trên biển. Tổ chức này hy vọng chậm nhất là năm 2028 có thể cho ra mắt bộ nguyên tắc tự nguyện, trong đó có các nguyên tắc ứng xử tốt nhất với mục tiêu cuối cùng là biến thành bộ nguyên tắc có tính ràng buộc hiện nay những con tàu lớn hơn buộc phải có thuyền trưởng đi theo trên biển chính phủ anh đã có quan điểm về chủ đề này và mong muốn xây dựng luật liên quan đến ý tưởng về những thuyền trưởng từ xa có một ngành công nghiệp lớn đang xuất hiện và rõ ràng là chính phủ không muốn bỏ lỡ cơ hội họ muốn thấy các công ty đầu tư vào nơi đây và vận hành tàu từ đây luật sư hàng hải fiona can từ công ty Hand và bull đánh giá Người đẹp Cộng hòa Czech đăng Hoa hậu Thế giới, chung kết Miss World. Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ. 112 thí sinh cạnh tranh vương miện. Kết quả, Christina Piskova của Cộng hòa Czech đăng quang ngôi vị cao nhất. Lebanon đại diện châu Á, châu Đại Dương đạt danh hiệu Á hậu 1. Năm nay, ban tổ chức bỏ giải Á hậu 2. Tân Hoa hậu Thế giới sinh năm 1999, cao 1m81. Cô là người mẫu, tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Karl Praha và tiếp tục theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở MCI Innsbruck của Áo. 13 cô gái đầu tiên trong danh sách top 40 đã lộ diện nhờ thắng vòng thi phụ, gồm có Mai Phương của Việt Nam, Botswana, Croatia, Anh, Lebanon, Martinique, Nigeria, Tunisia, Zimbabwe, Nepal và Ukraine. Top 4, 4 người xuất sắc ở mỗi khu vực gồm người đẹp Trinidad và Tobago, Botswana, Cộng hòa Czech, Lebanon. Họ bước vào phần thử thách chưa từng có trong lịch sử Miss World là thuyết trình dự án nhân ái trước các nhà đầu tư người Ấn Độ. Năm nay chỉ có giải Hoa hậu và Áo hậu một với việc thay đổi format, lựa chọn theo châu lục, cuối cùng Cộng hòa Czech đã chiến thắng. Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Sau 3 lần dời lịch, mùa giải 71 chính thức diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3, thu hút 112 thí sinh khắp thế giới tranh tài. Tiết lộ thú vị về tỷ phú Bill Gates và bạn gái trong buổi thưởng trà trên đỉnh bàn cờ. Trong chuyến thăm Đà Nẵng, nghệ nhân trà Việt Hoàng Anh Sướng là người được đoàn tỷ phú Bill Gates mời để phục vụ bữa trà cho tỷ phú và bạn gái trên đỉnh Sơn Trà. Sáng ngày 8 tháng 3, chia sẻ với các báo chí Việt Nam về cuộc gặp gỡ này, nghệ nhân Hoàng Anh Sướng cho biết một số hình ảnh, câu chuyện của ông với tỷ phú đã được hai bên thống nhất. Về việc ông Bill Gates sẽ đến thăm Đà Nẵng, ông Sướng đã được thông báo trước đó hai tuần. Một công ty du lịch cao cấp chuyên tổ chức cho giới nhà giàu trên thế giới đã giới thiệu thiền trà của ông Sướng. Với đội ngũ trợ lý của ông Bill Gates và ông Gates đã đồng ý. Lúc 17 giờ ngày 6 tháng 3, trên đỉnh núi Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, Tôi rất vui vì được tổ chức buổi thiền trà cho tỷ phú Bill Gates và bạn gái của ông là bà Paula Hurt. Ông sướng kể, để buổi thưởng trà diễn ra suôn sẻ, hôm 4 tháng 3, trợ lý của vị tỷ phú này đã bay ra Hà Nội đến nhà nghệ nhân Hoàng Anh Sướng để trao đổi chi tiết kế hoạch. Đúng 17 giờ chiều 6 tháng 3 thì đoàn xe chở hai vị khách này dừng chân ở chân núi. Ông Bill Gates và bà Paula Hurt cùng một thành viên ban tổ chức chậm rãi lên núi ban quản lý và cả vệ sĩ của ông Bill Gates không đi cùng. Trước đó khoảng 2 tiếng, tuyến đường đi qua núi bàn cờ hạn chế người qua lại. Hai vị khách đáp lại sự chào hỏi của chúng tôi bằng nụ cười thân thiện. Họ mặc áo phông, quần jeans, giày thể thao, trông như những du khách bình thường. Tỷ phú Bill Gates giản dị và thân thiện. Dù là nghệ nhân trà Việt, đã từng giới thiệu và mời trà cho nhiều người nổi tiếng như là Nhật Hoàng và Hoàng hậu của Nhật Bản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng đây là lần đầu tiên mà ông Hoàng Anh Sướng tiếp đón một vị tỷ phú Mỹ. Ông Sướng kể rằng thiên nhiên buổi chiều tối hôm đó đã có phần ưu đãi mọi người. Không gian thưởng trà diễn ra trên một đỉnh núi tràn ngập mây bay, gió thổi, sáng chiều hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Ông Bill Gates và bà Paula Hurt rất thích thú. Sau khi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc, tôi mời ông bà ngồi thiền cùng tôi. Tiếng chuông nhỏ trên tay tôi ngân lên giữa không gian thanh tịnh. Tôi hướng dẫn thiền cho ông bà, Chừng vài phút sau thì tất cả trở nên tĩnh lặng. Tôi nghe rõ âm thanh phát ra từ đôi cánh của một chú ông bay gần đó. Ngồi thiền chừng 10 phút, chúng tôi tạm dừng lại, bà Paula Hurt thốt lên. Tôi thấy bình an quá, nét mặt bà thật tươi. Ông Bill Gates và bà Paula Hurt đón nhận chén trà đầu tiên. Ông Bill Gates và bạn gái ông ấy rất thân thiện và chân thành. Đó cũng là lý do khiến tôi hứng thú chia sẻ nhiều. Ông bà nói rất thích Việt Nam thích đà nẵng và tương lai sẽ đưa gia đình quay trở lại đây ông sướng thuật lại với bbc news được biết loại trà mà ông sướng chọn để cho ông bill gates và bạn gái thưởng thức là trà sen ông diễn giải rằng đây là loại trà đại diện của việt nam và là món báu vật của người làm trà việt nam và không có quốc gia nào có tôi rất bất ngờ khi uống trà sen hai ông bà uống ngon lành quá tôi mới hỏi uống có chát không họ bảo là không Bà Paula Hurt cười đáp, không, họ uống cạn rất là nhanh, tôi thấy rất ngon. Đến phần thứ hai thì tôi hướng dẫn ông Bill Gates cách thức pha, chọn ấm, chọn chén, cách thức mời trà. Tôi có nói với ông Gates uống ngụm nhỏ, nhấp trong miệng mấy giây. Tôi giải thích là nếu uống ực hết thì là ngu ẩm. Hai ông bà cười phá ra, nói với nhau hóa ra từ trước đến giờ mình là ngu ẩm chứ không phải là thưởng trà. Họ rất là vui tính, ông sướng nhớ lại buổi thiền trà với vị tỷ phú Mỹ. Đạo trà của Việt Nam, phần cuối buổi thiền trà, ông Sướng đã dành 15 đến 20 phút để nói về thiền, triết lý của đạo trà cho hai người khách đặc biệt này. Tôi biết họ là những người có trí tuệ và cũng muốn giới thiệu để họ thấy người Việt Nam rất sâu sắc, uống trà không chỉ là uống mà còn gọi là sự tu tập, qua đó ngộ ra triết lý về hạnh phúc và ông bà nghe rất là chú tâm. Ông Hoàng Anh Sướng trải lòng rằng, qua câu chuyện thưởng trà của ông Bill Gates, đều mà một nghệ nhân như ông mong muốn đó là có thể đánh thức khát vọng của doanh nhân Việt Nam, cụ thể là bên cạnh việc kiếm tiền cần nâng tầm văn hóa. Tôi thấy nhiều người khi ra nước ngoài, việc đầu tiên họ làm là đi uống bia, uống rượu và tìm gái đẹp. Tôi có dịp tiếp những doanh nhân nước ngoài, dù họ chỉ có một đêm duy nhất ở Hà Nội thì lại mời tôi tổ chức một buổi thiền trà. Tôi muốn qua câu chuyện của ông Bill Gates đánh thức cho người Việt Nam mình hiểu biết về trà, rằng tổ tiên đã cho chúng ta một di sản văn hóa rất lớn, ông tâm sự Buổi thiền trà kết thúc bằng 3 tiếng chuông được sư cô thỉnh. Tôi có nói với ông bà ấy rằng trong hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã lấy những gì tinh túy nhất của đạo trà Việt Nam để hiến tặng cho ông bà. Ông sướng nói. Bộ phim Mai của Trấn Thành đạt kỷ lục phòng vé Việt Nam ra rạp ở Bắc Mỹ và châu Âu. Phim Mai của đạo diễn Trấn Thành đã được nhà phân phối đặc biệt là 3388 Films mua lại bản quyền và dự kiến ra rạp ở Bắc Mỹ và châu Âu vào ngày 22 tháng 3, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Cộng hòa Séc và Slovakia. Đây đánh dấu tuần mở màn rộng rãi nhất của một bộ phim do Việt Nam sản xuất ở Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời là lần đầu tiên có xuất chiếu rạp trong cùng ngày trên khắp hai châu lục. Do Trấn Thành đạo diễn, Mai là bộ phim tình cảm lãng mạn, đã trở thành phim có doanh thu cao nhất của mọi thời đại ở Việt Nam, vượt mốc 500 tỷ đồng khoảng 20 triệu đô la Mỹ tại phòng vé trong nước và đạt thành tích này sau chưa đầy 4 tuần công chiếu. Bộ phim khám phá hành trình tâm lý của nhân vật chính tên là Mai do Phương Anh Đào thủ vai khi cô tìm lại quá khứ của mình trong khi hình thành tình bạn bất đắc dĩ với một anh chàng trai đào hoa hàng xóm. Do Trấn Thành đạo diễn, bộ phim đánh dấu bộ phim thứ ba của anh có doanh thu cao nhất tại Việt Nam. Trước đây anh là đồng đạo diễn bộ phim Bố già, Dad I'm Sorry năm 2021, bộ phim đầu tiên do Việt Nam sản xuất vượt qua 1 triệu đô la Mỹ tại phòng vé Hoa Kỳ, thu về 427 tỷ đồng, tương đương 17 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam và Trấn Thành lại ra mắt vào năm 2023 với bộ phim Nhà bà nữ, The House of No Man. Anh đạo diễn solo thu về 475 tỷ đồng, tương đương 19 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam. Phim Mai còn có sự tham gia của Tuấn Trần và được sản xuất bởi Trấn Thành Thao và CJHK Entertainment. Thiên A Phạm, người sáng lập 3388 Films, bày tỏ sự phấn khích về việc đẩy lùi ranh giới phân phối phim quốc tế và mở rộng cơ hội thị trường cho điện ảnh Việt Nam. Bộ phim Kung Fu Panda 4 đã tước ngôi vị của Mai Sau một tháng công chiếu, doanh thu phim Mai của Trấn Thành đã chứng lại nhường ngôi vương phòng vé cho Kung Fu Panda 4. Theo dữ liệu của Box Office Việt Nam, Doanh thu trong ngày 8 tháng 3 và 9 tháng 3 của Mai đã bị Kung Fu Panda 4 vượt mặt. Cụ thể, doanh thu trong ngày 9 tháng 3 của Kung Fu Panda 4 đạt 7,5 tỷ đồng. Gấp nhiều lần, hai đối thủ là Dune 2 và Mai chỉ tầm chưa đến 2 tỷ đồng. Tân binh của xưởng phim hoạt hình DreamWorks có mạng ra mắt ấn tượng tại thị trường Việt Nam khi thu về 27 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày công chiếu. Kung Fu Panda 4 là phần phim thứ tư của thương hiệu hoạt hình ăn khách Kung Fu Panda Tên tiếng Việt là Kung Phu gốc trúc. Dòng phim hoạt hình đình đám này từng thu về 1,8 tỷ đô la Mỹ toàn cầu cho 3 phần phim đầu tiên, trở thành một trong những dòng phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại. Trong phần tin về sức khỏe, lợi ích của thiền đối với não bộ. Thiền là một phương pháp tập trung tinh thần nhằm đạt được cảm giác như là thư giãn, bình tĩnh và cân bằng. Thiền mang đến nhiều lợi ích cho các phần não liên quan đến cảm xúc và trí nhớ. Sau đây là những tác dụng của thiền đối với sức khỏe não bộ. Thứ nhất là thay đổi cấu trúc trong não bộ. Theo nghiên cứu năm 2012 của trường Đại học Harvard của Mỹ, trên 27 người thực hành thiền có thể làm thay đổi cấu trúc của não. Những người tham gia có 8 tuần thiền mỗi một ngày, các nhà nghiên cứu quét não của họ và phát hiện ra rằng thiền làm tăng độ dày vỏ não ở vùng hải mã. Đây là phần não kiểm soát học tập và trí nhớ, đóng vai trò trong điều tiết cảm xúc tăng thể tích ở vùng hải mã còn cải thiện khả năng điều tiết cảm xúc, trong khi giảm gây ra cảm xúc tiêu cực như là căng thẳng, cáo kỉnh. Rối loạn sức khỏe tâm thần gồm trầm cảm nặng, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, cũng liên quan đến giảm thể tích và mật độ của vùng hải mã. Nghiên cứu còn chỉ ra thiền làm cho khối lượng của amygdala là phần não liên quan đến trải nghiệm các cảm xúc như là sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, giảm đi. Hoạt động này không chỉ thay đổi cấu trúc trong não mà còn tác động cả cảm giác của người thực hành. Thứ hai là giảm căng thẳng. Năm 2016, các nhà nghiên cứu của trường đại học Carnegie Mellon của Mỹ phân tích tác động của thiền định đối với não bộ và sức khỏe con người. 35 người trưởng thành bị căng thẳng chia thành hai nhóm và được theo dõi trong 4 tháng. Một nhóm thiền định, nhóm kia thực hiện những hoạt động nhằm đánh lạc hướng bản thân khỏi lo lắng như là trò chuyện, đùa giỡn. Sau 3 ngày người tham gia được quét não, kết quả cho thấy vùng não liên quan đến trạng thái nghỉ ngơi của người thực hành thiền hoạt động nhiều và biểu cảm hơn. Theo dõi 4 tháng sau, nhóm thiền có nồng độ chất interleukin 6 trong máu, liên quan chặt chẽ đến chứng viêm và căng thẳng thấp hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng thiền giúp điều chỉnh căng thẳng, giảm lo lắng và viêm nhiễm. Thứ ba là cải thiện sự tập trung. Theo nghiên cứu năm 2013 của trường đại học California của Mỹ, trên 55 người thiền chánh niệm làm giảm tâm trí không ổn định và cải thiện hiệu suất nhận thức. Sau hai tuần, họ tập trung và ghi nhớ tốt hơn khi làm bài kiểm tra. Bộ môn này cải thiện điểm số mức tập trung và giảm sự xuất hiện của những suy nghĩ tiêu cực. Nghiên cứu khác năm 2011 của trường đại học Y. Giao của Mỹ, trên 25 người cũng chỉ ra kết quả tương tự. Khi thiền chánh niệm thời gian dài, người tham gia ít có suy nghĩ phân tâm tâm trí ổn định hơn và mức độ tập trung cao hơn so với khi mới bắt đầu tập thiền. Thứ tư là chống lão hóa não. Năm 2011, các nhà nghiên cứu thuộc trường Y khoa UCLA của Mỹ chỉ ra là thiền có thể bảo vệ não chống lại sự lão hóa. Cụ thể 54 người tham gia nghiên cứu thiền định dài hạn ít bị teo chất trắng trong não hơn do tuổi tác. Các nhà khoa học của trường Đại học California của Mỹ và Đại học Quốc gia Úc phát hiện ra thiền có thể bảo tồn chất xám của não. Họ đã so sánh bộ não của 50 người thiền định thường xuyên trong suốt 20 năm với bộ não của người không thực hành hoạt động này. Người ở cả hai nhóm đều mất đi chất xám của não khi già đi, nhưng người thiền định có lượng chất xám giảm ít hơn. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.